Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Quen Món Ruột. Và như các bạn đã biết thì chương trình của chúng ta đã cùng điểm qua rất là nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, như là Việt Nam nè, Trung Hoa, rồi Nhật Bản nữa. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu đến các bạn một phú vị ẩm thực mới, đó chính là ẩm thực Thái Lan. Và một trong những nhà hàng mà chuyên về đồ Thái tại thành phố Hồ Chí Minh mà ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các bạn, đó chính là nhà hàng Mama. Cũng chưa đầy một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ cùng bên nước Thái, chúng ta sẽ cùng chào đón một cái Tết của Thái Lan. Và có một cái lễ hội rất người Huy rất là thích, đó chính là lễ hội tạt nước. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời rất là thích ăn đồ Thái, rất thích nói tiếng Thái, thích mặc đồ Thái và cũng sắp đi Thái để dự cái lễ hội đó. Và vị khách mời đó là ai thì chúng ta hãy cùng chờ đợi và chào đón anh ấy nhé. Rồi làm đi, 1, 2, 3. Một nữ nè, cái này con trai. Khách mời của chúng ta hôm nay là một anh chàng điển trai của nhóm La Thăng. Huy Nam sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn nên anh chàng có một lượng fan girl cũng đáng nể. Thế nhưng để xem trong chương trình hôm nay, Huy Nam sẽ chứng tỏ độ sành ăn của mình như thế nào khi đến với nhà hàng Mama nha. Em có TV á, ăn làm được hết à. Dành cho cái mì nó chín. Dạ đúng rồi, mình nên ăn mì chín các bạn ạ. Tôm mình cũng chiên được chín, thực hiện được cái hương vị thì khá là chuẩn. Nên đúng như vậy là ngon ạ. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì Huy sẽ dành những câu hỏi cho Huy Nam, chỉ liên quan đến những người phụ nữ thôi. Mẫu người lý tưởng của Huy Nam là gì? Cao, thấp, mập, ốm. Và phải trả lời câu sau nữa là tại sao lại chọn người như vậy? Mẫu người lý tưởng của Nam đó là một người vừa phải thôi, cũng không cần quá xinh. Dẹp đi. Bây giờ thì Nam đã hình dung ra được vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều phải hấp bằng dẫn nhau, giống như là đồ ăn Thái vậy đó mọi người ạ. Bây giờ Nam thích nhất điều gì ở mẹ mình? Mẹ Huy Nam luôn luôn nấu ăn ngon nè. Luôn điều khiển và giữ tiền và kiềm hãm sự xài của Huy Nam. Nói chung là xài nhiều quá cho nên mẹ hay kèm lại tí. Bây giờ Huy Nam hãy làm một cái biểu cảm thích thú khi mà khi mẹ cho tiền. Khi mẹ cho tiền hoặc là khi mẹ nấu ăn ngon gì đó, nấu cho bạn ăn ngon á. Rồi làm đi. 1, 2, 3. Này lớn. Cái này giống như thèm đồ ăn chứ không phải là thèm tiền. Rồi, trong trường hợp như thế này. Mẹ Huy Nam. Và người yêu Huy Nam. Người yêu Huy Nam. Và Huy cùng rớt xuống một cái sông rất là sâu và cả ba đều không biết bơi. Huy Nam sẽ cứu ai trước? Chắc chắn là cứu tôi. Mẹ nè, cứu bạn gái nè. Còn tôi. Kệ đi, không quan tâm. Tại vì bây giờ là đàn ông như bạn của tôi thì thôi, sinh ra là để chà đạp một tí. Trời ơi. Trước khi ăn thì chúng ta sẽ vận động một chút xíu để có thể ăn cho nó ngon. Mới hứa là trả lời xong được ăn, bây giờ phải vận động nữa. Huy Nam sẽ có 2 phút đồng hồ để Huy Nam sẽ vào trong bên kia nhà hàng ăn đúng không? Không có vào ăn. Không phải luôn à. Vào trong đó và đếm trong quán của chúng ta có bao nhiêu người phụ nữ. Và nhiệm vụ của Huy Nam là phải xin được một số điện thoại của một người phụ nữ mà Huy Nam thấy có cảm tình nhất trong quán này. 2 phút bắt đầu. Một nữ nè. Một nè. Một nữ nè. Cái này con trai. Một bạn nữ. Hai bạn nữ. Ba bạn nữ. Bạn bạn nữ. Bốn bạn nữ. Cuộc sống này bất công quá. Tại sao những người phụ nữ yêu tôi lại bỏ tôi đi? Rất là cấp bách. Dạ. Nếu mà em không cứu giúp cuộc đời của anh thì coi như hôm nay anh không được ăn uống. Và em cứu giúp anh thì em có được ăn không? Chắc chắn là anh sẽ cho em ăn cùng với anh, đó là những món rất là sang trọng như gõ chẳng hạn. Một lời nguyện cầu đó là xin. Dạ, xin. Chỉ xin thôi. Dạ. Xin trước thôi nha anh, nhưng mà chưa biết là có cho hay không thôi nha. Xin mà không chưa chắc là cho. Vậy cho anh xin số.
xin số điện thoại nhà hàng em. Không phải đâu, xin số xe á. À, xin số xe. Xin số xe làm gì, lụm nóng bảo hiểm ba ba. À, cho anh xin số nhà. Cái nhà hả ta? Xin số điện thoại. Ôi, lẹ đi, lẹ đi. Nhiệm vụ có 2 phút thôi. Dạ, xin số điện thoại em. Để anh lâu lâu anh thèm món ăn Thái quá, anh sẽ gọi em, anh đặt bàn rồi anh mời em đi ăn. 0974 nhớ không? Rồi, 0974 333. 0974 333. Bây giờ mình cảm ơn Tiến Thái đi. 2, 3. Tiến Thái đi vô ăn nè. Cảm ơn chị rất nhiều. Có rất là nhiều nhà hàng Thái. Nhưng đặc biệt là nhà hàng này là một nhà hàng mà Huy Nam luôn luôn đến khi rảnh rỗi. Đặc biệt 90 độ. Ơ lộn, 360 độ nhìn lên trần nhà. Cái gì? 90 độ đúng rồi, nhìn lên. Ờ, này là 90 độ. Ừ ha. Thấy gì không? Điều đặc biệt là đây là toàn là dù không mà. Tại sao lại treo dù không? Không phải là do mái che của nhà này có vấn đề. Mà đặc biệt là ở bên Thái có một cái lễ hội gọi là lễ hội dù. Thì ở đó có rất là nhiều loại dù, và đặc biệt là vẽ lên hình rất là nhiều loại hình, chẳng hạn như là hình con vật rồi hình hoa văn rất là đẹp. À, rất là nhiều màu sắc như vậy, cảm giác như cái món ăn mình cũng hấp dẫn hơn đúng không? Thấy Thái rồi đúng không? Nhìn là thấy Thái Lan đúng không? Đặc biệt là Huy Nam còn được biết là ông chủ ở đây có một cái gọi là gì ta, ở trong phim người ta gọi là beekeep. Đặc biệt là ông chủ rất là dễ tính. À, mỗi lần mà vào trong quán á là khán giả hay là những người thực khách á hơi chút tò mò về trong gian bếp á thì ông chủ luôn luôn sẵn sàng dẫn tất cả mọi người đi đến trong gian bếp rồi tham khảo đi vòng. Rồi vậy bây giờ bây giờ nói á thì không hấp dẫn, bây giờ Nam sẽ dẫn Huy đi rồi. Tham quan một vòng nha. Bây giờ khán giả đi cùng với Huy, với Huy Nam thì tham quan nhà hàng luôn. À, và đi vào trong bếp đi coi bên trong bếp có gì đặc biệt không ha. Đi. Rồi, đây là một cái máy được nhập từ một nước rất là tiên tiến mà Huy Nam cũng không biết nước nào. Nói chung là đây là máy làm đá. Có bao giờ biết máy làm đá không? Chưa thấy bao giờ luôn á. Nước đá ở đây rất là bén, có thể bỏ vào những cái bartender mình lắc như nè, nó sẽ chém tất cả các nguyên liệu lại và nó sẽ làm trộn lẫn hơn, thức uống ngon hơn, mịn màng hơn. À, đặc biệt luôn là nhà hàng này tự làm đá. Đúng. À, rất là hay. Cái máy làm đá. Đi ra ngoài đi. Ừ. Đây, khung cảnh ở ngoài sân vườn của chúng ta rất là đẹp. Đặc biệt là cây sứ này, nó đã có tuổi thọ lên đến 170 năm. Rồi, thiệt không? Ghê chưa? Rồi, này là trò chơi của những cái thế hệ đằng ngày xưa. Và chúng ta hay là đẩy như vậy nè, rồi xong rồi bỏ ra luôn. Nói chung là cho con nít chơi mà. Rất là thoáng mát, rất là đẹp. Đi vào tiếp đi. Đây là piano thì dành cho những người biết đàn, mà bạn Huy không biết đàn thì đi ra chỗ khác. Rồi bây giờ đi đâu tiếp? Thôi, bây giờ mình đi vào gian bếp đi. Thôi. Tại sao? Sao đi vô bếp được? Bây giờ đi vô bếp tìm hiểu. Đi vô bếp được là bây giờ khán giả có thể vào đó tham quan, nhưng mà Nam ngày hôm nay ngoại lệ, Nam sẽ không được vô đó. Tại vì Nam vô đó Nam biết ai là đồ bếp thiệt, ai là đồ giả rồi. À, ý là bí mật để giấu giếm lát nữa thử thách đúng không? Thôi đi ra bàn ngồi đi. Đi. Rồi, sau một vòng tham quan, Huy thấy sao? Đẹp, công nhận. Đẹp lắm cái gì ạ? Ừ. Đậm phong cách Thái. À. Ờ, mà Nam có biết cái món bạc Thái không? Bạc Thái? Ừ. Chắc biết. Trời, món đó ngày nào tôi cũng ăn hết ông ơi. Nói chung là món bạc Thái, đó là món hủ tiếu xào. Đơn giản là món hủ tiếu xào nhưng mà làm theo kiểu Thái. Trời ơi, rành quá ha. Rành như vậy thì ngày hôm nay chương trình Quán Quen Món Ruột sẽ lấy cái món bạc Thái ra làm thử thách cho ca sĩ Huy Nam. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Rồi, trước khi mà chúng ta sẽ thử thách anh ấy thì chúng ta cùng cho anh ấy nếm qua cái món này lại một lần nữa và cùng gặp gỡ bốn vị đầu bếp của chúng ta để cho anh ấy có thể nhìn ngắm xem đầu bếp nào là đầu bếp chính của nhà hàng và người nấu ra cái món bạc Thái mà anh ấy sắp thưởng thức. Xin mời đầu bếp và món ăn.
Nam sẽ được thưởng thức lại cái món ăn này để mình có thể dễ dàng nhớ lại cái hương vị. Mặc dù là bạn ngày nào bạn cũng ăn, có thể ngày nào bạn cũng ăn nhưng có thể bạn sẽ quên. Bây giờ bạn ăn để một tí nữa chúng ta sẽ cùng đây với bốn vị đầu bếp này, họ sẽ nấu ra bốn đĩa đồ ăn cũng giống y chang như vậy thôi. Cách bài trí có thể họ sẽ bài trí hơi khác một chút xíu để đánh lừa Huy Nam. Nhưng mà cái hương vị thì sẽ khác đi. Thì Huy Nam sẽ nếm thử bốn đĩa đồ ăn và làm cách nào để Huy Nam sẽ chọn ra một cái đĩa đồ ăn chính của nhà hàng và tìm ra một trong bốn vị đầu bếp này, người nấu ra cái món ăn vặt thái của nhà hàng Mama của chúng ta. Ủa mà kỳ vậy ta, sao có mình anh này làm trộn lên. Trời ơi, thành quá. Không lẽ anh này ta phải không ta? Mấy anh kia đứng im trời. Kỳ ta. Tại không dễ sao bốn người chọn được, cho nên chỉ có một người chọn thôi. Cũng cái này chương trình sắp xếp rồi. Cái này là chương trình sắp đang, xếp. Đang đánh lừa Huy Nam. Nói chung là Huy Nam đang suy nghĩ rất là kỹ. Vậy mới khó chứ. Để coi cái tan này làm đúng không ha. Cho Huy Nam một gọi là quyền trợ giúp, đó là mỗi người chọn lên đây để coi Huy Nam cảm nhận là người nào là người. Rồi bạn chọn thử đi. Đầu bếp chính của chúng ta. À, chúng tôi với nhau. Dạ. Sao tôi chọn không nhỉ? Hấp dẫn quá. Cái bị đánh lừa lắm em. Họ rất là nhiều nghề thấy chưa. Bốn người đồ ăn dọn lên bàn cho Huy Nam thưởng thức á thì cũng đã chọn giống như vậy rồi, cho nên cái bước hồi nãy là công tóc thôi ha, được chưa? Nói chung là không có gì để cho trợ giúp Huy Nam đúng không? Rồi. Xin mời mọi người thưởng thức cái món ăn này. Và nhớ nha, mình làm như thế nào để giống, gần giống. Mọi người giới thiệu chút xíu đi nè, mình tên gì nè, mình làm cái gì nè. Rồi khách mời muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi nè. Đầu tiên là anh đi. Em xin giới thiệu, em tên Nghĩa. Em là sinh viên của 8 năm về trước ạ. Trời ơi, dễ sợ. Nghĩa, sinh viên của 8 năm về trước. Hiện tại em đang làm ở nhà hàng Mama. Có gì đâu mà xúc động dữ vậy hả Nghĩa? Nó cay á. Nó cay gì luôn hả? Tôi chưa có ăn nữa, tôi muốn cay không nữa. Em tên là Khải ạ. Em công tác ở nhà hàng Mama. Anh này là không phải là quốc chính, anh tổng công tác. Anh chỉ là công tác rồi. Ghê chưa, khách mời của chúng ta ghê chưa? Từng chi tiết nhỏ luôn. Em tên Long, hiện tôi đang công tác tại nhà hàng Mama. Làm bộ phận gì? Làm bên bếp chính. Bếp chính luôn hả? Dạ. Em nấu được nhiêu năm rồi? Em nấu mới có 8 năm à. Trời ơi, bạn đồng nghiệp 8 năm về chứ. Chắc giống ạ. Em tên Cường, em hiện giờ em đang làm bếp ở trong nhà hàng Mama. Nói chung là Huy Nam đang rất là rối não. Nhớ nè, em nói nghe nè, mấy anh nhìn ai cũng giống đồ bếp hết trơn á. Làm như thế nào để đánh lừa được ca sĩ của em ngày hôm nay nha. Bạn ấy tự tin quá. Chưa, không tự tin đâu, chỉ là tự suy nghĩ thôi. Rồi, mời bốn anh vào trong. Dạ, em thỉnh bốn anh vào trong. Món mình đã hoàn tất.